Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phiếu khiếu nại khi gặp trường hợp là các bạn nạp thẻ bị lỗi nhé. Thì đầu tiên các bạn cứ vào hỗ trợ.goplay.vn. Đây, thì sau khi vào thì các bạn đăng nhập. Các bạn vào mục hỗ trợ nạp Go. Ở đây thì sẽ có các cái hướng dẫn các bạn có thể đọc. Căn bản thì nếu bạn bấm vào mục khác nó vẫn sẽ có phần tạo phiếu nha. Nhưng mà các bạn sẽ phải kéo xuống dưới cùng để có thể tạo phiếu. Còn nếu mà các bạn bấm vào như mình vừa bấm lúc nãy đấy thì nó sẽ có phần tạo phiếu ở đây luôn. Các bạn bấm vào tạo phiếu. Các bạn điền các cái thông tin của mình. Ở đây các bạn chọn game thì như mình hướng dẫn ở đây thì là hướng dẫn cho game đột kích. Mình chọn là đột kích. Thì ở đây bạn nạp lỗi ở hình thức nào thì bạn sẽ chọn vào mục đó. Ví dụ nào. Ở đây thì bạn sẽ cần phải mô tả kỹ hơn vấn đề mà bạn gặp phải. Thì sau khi các bạn cung cấp xong, ở đây file đính kèm này các bạn có thể upload cái hình ảnh chuyển khoản giao dịch của mình. Đấy thì cái này sẽ giúp cái việc xác minh giao dịch của bạn nhanh hơn. Và sau đấy các bạn gửi yêu cầu. Để theo dõi phiếu hỗ trợ thì các bạn cứ vào hỗ trợ .goplay.vn, bấm vào phần theo dõi phiếu đấy là nó sẽ có các cái mục này để các bạn có thể tiện theo dõi. Và đây là hướng dẫn của mình ngày hôm nay, hy vọng các bạn thích nó. Hãy like và subscribe kênh, đồng thời hãy comment để cho mình biết các bạn muốn mình làm các hướng dẫn gì tiếp theo nha.